Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay chúng ta quay trở lại với cô Jenny Lee Nguyễn từ nhóm may khẩu trang The San Diego Musketeers ở thành phố San Diego, với rất nhiều những cái phản hồi từ cuộc phỏng vấn vừa qua với cô, cũng như là rất là nhiều những cái thông tin nhóm muốn gửi tới những người muốn tham gia cũng như là muốn làm những cái công việc may tương tự như thế này trong thời buổi rất nhiều nơi cần cái sự giúp đỡ về mặt khẩu trang. Xin chào Jenny. Dạ, em chào anh Lân, em xin chào tất cả các quý khán thính giả. Có thể nói là sau cái cuộc phỏng vấn vừa qua với Jenny thì Phố Bosa TV đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi hết sức là tích cực từ nhiều người, không chỉ là ở trong vùng quận Cam, vùng San Diego, mà có thể nói là rất nhiều nơi, kể cả ở Việt Nam. Nhiều người ghi nhận cái nỗ lực của riêng của Jenny cũng như là của nhóm và trong cái thời buổi rất là hết sức khó khăn này của toàn nước Mỹ. Riêng Jenny thì đã nhận được những cái phản hồi nào trực tiếp tới với Jenny, kể cả những người yêu thích, những người hâm mộ lẫn những người muốn tham gia chương trình. Dạ, trước mắt là em xin cảm ơn anh Lân đã cho em cơ hội để cho em được chia sẻ sự suy nghĩ của em lần phỏng vấn trước. Thì sau đó em thực sự rất là bận với công việc may khẩu trang của nhóm em, nên là em cũng không có nhiều thời gian để em trả lời được thư tất cả mọi người, nhưng em đã nhận được rất nhiều thư của các quý anh quý chị và quý cô quý chú và các em gửi tới em. Em xin chân thành cảm ơn, và em cũng gửi lời xin lỗi vì em không có nhiều thời gian để em trả lời được hết tất cả cho mọi người. Dạ, nhưng mà em nhận được rất nhiều phản hồi rất tích cực, em xin cảm ơn. Không chỉ những cái phản hồi tìm hiểu thêm thông tin hoặc là khen ngợi cái công việc của nhóm, mà chúng tôi còn ghi nhận là kể cả những cái phản hồi hết sức là riêng tư, hỏi cô này thì bao nhiêu tuổi, có gia đình hay chưa, không biết là vì cái lý do gì mà có những cái thông tin cá nhân cũng hỏi luôn. Jenny thấy sao? Ủa anh Lân, cho cái này anh đâu anh đâu có nói trước với em là anh hỏi câu này. Nhưng mà em thật ra thì mọi người có những anh hay là nhắn tin, thật ra những người đó em đã viết sẵn một cái câu là nếu như không liên quan tới The San Diego Musketeer Project, please don't send me anything message. Em cứ copy paste rồi em copy and paste em trả em để đó rồi em không có thời gian mấy cái việc đó. Nhẫn như Vậy thì cũng tốt, đúng không? Có hỏi câu này thì mới 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 có câu trả lời từ từ cô Jenny, tức là cái gì mà không liên quan tới cái dự án may khẩu trang thì đừng gửi tới, mất công là cô ấy sẽ phải copy and paste cái câu trả lời của cô ấy cho hàng nhiều nhiều người như vậy, thì cũng khổ lắm, cũng mất đi cái thời giờ để mà làm theo đuổi cái công việc may này. Trước khi đi tiếp vào những cái thông tin mà chúng ta cần nghe từ Jenny và nhóm The San Diego Marketers, thì cũng có những cái thông tin hết sức là tích cực trong thời gian gần đây. Ở Hoa Kỳ thì suốt một thời gian dài người ta không có khuyến khích là đeo khẩu trang, nhưng gần đây thì chính ông bác sĩ Fauci của Tổng thống Donald Trump cũng đã khuyến khích mọi người đeo. Rồi chúng tôi ghi nhận là từ Texas cho tới mới đây là California, nhiều thành phố ở California và kể cả là sở cảnh sát của thành phố California cũng khuyến khích mọi người đeo, và chính các cảnh sát bây giờ đi ra đường ở thành phố Los Angeles cũng đeo. Nếu họ có khẩu trang tốt hơn thì họ đeo tốt hơn, còn nếu không thì họ đeo bằng những khẩu trang vải, thậm chí là tự may, vân vân. Cái điều đó cho thấy là cái công việc bắt đầu từ rất sớm của nhóm của Jenny may khẩu trang giúp cho họ, cho các bệnh viện là rất là cần thiết, chứ không phải là vấn đề là chỉ làm một cách chủ quan. Những cái trong các cái phản hồi đó thì chắc là Jenny đã nhận được nhiều những cái phản hồi là những người muốn tham gia, muốn giúp đó, thì Jenny ghi nhận là những cái người mà họ muốn giúp là giúp những cái phần nào, và từ đó đã có
có kết hợp được hay là có kết nạp được thêm những người tham gia với nhóm hay không từ cái cuộc nói chuyện vừa qua? Có anh thì sau 4 ngày em thành lập team và 4 ngày khi mà em nói chuyện với anh Lân á, thì team lúc đó có khoảng 30 người. Và bây giờ là sau 12 ngày thì team có khoảng 60 anh chị em mình đang cùng làm. Và hàng ngày em vẫn nhận thêm là chị ơi cho em làm cùng với, mẹ em cũng muốn làm cùng, hoa cô gì đâu đó liên lạc với em mà có mấy anh nữa. Kể cả những người nói là tôi không biết may, tôi có thể giúp gì được không? Và em rất vui vì mọi người liên lạc với em và làm vậy. Thì bây giờ em đang giữ cái team là 60 người, nhưng mà nếu mà mình phải suy nghĩ xem mình có nên mở rộng không, tại vì cái việc quản lý nó phải là mình phải quản lý tốt trước khi mà mình cho thêm người vào. Và được biết rằng là vì cái chuyện mà nhiều người muốn tham gia hoặc là muốn cùng làm giống như vậy đó mà không thể mở rộng được ở ngay cả ở San Diego hoặc là đặc biệt là các nơi khác thì không thể mở rộng được, cho nên là Jenny đã có làm một cái bản kế hoạch rất là chi tiết, đã có gửi qua đây, và Jenny muốn chia sẻ với mọi người để chia sẻ cái kinh nghiệm đã tốn rất nhiều thời gian trong thời gian qua mà làm và đúc kết được, chia sẻ cho mọi người. Xin mời Jenny trình bày. Lý do ngày hôm nay em cũng đồng ý nói chuyện buổi nói chuyện với cả anh Lân vì em muốn mình dùng một cái video này để mình đưa ra các cái thông tin một cách hiệu quả nhất. Khi mà bắt đầu làm cho tới bây giờ em nhận được rất nhiều các thư từ các anh chị em từ Texas, từ Minnesota, từ Florida, từ Canada, thành nước khác luôn, từ Pháp, rồi từ các cái tiểu bang khác nhau liên lạc với em hỏi là, hoặc là gần đây thôi, Los Angeles hoặc OC thì mọi người hỏi là mình rất muốn làm cái này, hoặc là cô rất muốn làm cái này, con chỉ cho cô cách làm được không? Em không không có thời gian vì vì em phải làm cái này giống như là một cái full time job rồi, không có thời gian để mình giải thích với từng người cái cách làm của mình. Thì em xin phép là nhân dịp này em sẽ sử dụng cái buổi nói chuyện hôm nay của anh Lân để em giải thích cho mọi người biết cái cách em làm. Như vậy nếu mà ai, các hội đoàn nào hoặc cái nhóm nào mọi người muốn làm theo thì mọi người có thể làm theo, không nhất thiết phải chỉ là fabric mask là khẩu trang vải. Có thể lên một cái nhóm để làm một cái việc thiện nguyện khác mà có thể đi theo cái đường này, đường lối này, mình có thể mình làm lên được đó. Và em rất là may mắn vì vì có nhiều người ủng hộ, vì mình có nhiều người ủng hộ nên là cái ý tưởng của mình nó mới thành hiện thực được. Nên em cũng muốn nhân dịp đây là cảm ơn, rất rất cảm ơn các anh chị đang giúp đỡ team The San Diego Musketeers, cảm ơn các team members, các thành viên ở trong nhóm. Vì không có các anh chị thì cái ý tưởng này nó cũng không bao giờ trở thành được hiện thực. Em muốn được chia sẻ là một cái thành quả của team cho tới ngày hôm nay. Sau 12 ngày team The San Diego Musketeers thành lập thì tụi em đã có 60 người volunteers. Trong đó thì team các anh chị may mặc là team may khẩu trang là cái nhóm lớn nhất, rơi vào khoảng 40 người. Sau 12 ngày là tụi em đã gửi tới 40 bệnh viện và thương xá và quân đội, và chúng em đã gửi đi 2.657 chiếc khẩu trang. Ngày mai chúng em đã có sẵn 1.000 chiếc để chuẩn bị gửi gửi đi tiếp. Thì đây là một cái thành quả của một cái nhóm làm nên được cái hiệu quả đó. Và em rất là muốn chia sẻ với mọi người làm sao trong vòng 12 ngày mà mình có thể làm nên được cái việc đó. Và nói rõ hơn là the San Diego Musketeers chỉ làm cho bên thương xá, những người healthcare provider, tụi em không có làm personal levels, không có thể giúp đỡ được những anh chị em người dân như cái suy nghĩ ban đầu của em, vì em nghĩ là những người đang frontliners là những người cần mình trước trước tiên, nên mình sẽ tập trung vô vô nhóm này trước. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết cái cách mà em làm việc này. Mời mời em. Dạ. Thì trước khi mà mình làm á, một cái ý tưởng gì đó á, thì mình phải suy nghĩ xem cái ý tưởng đó nó có thực hiện được không và nó có thực tế hay không. Thực tế là bây giờ làm cái việc mà khẩu trang vải là đang rất là cần thiết. Mình phải nhìn được cái việc đó từ trước khi cái việc này nó xảy ra. Khi mà mình nhìn được là khẩu trang vải đang rất cần thiết thì mình sẽ phải có cái kiến thức
mình phải có cái kiến thức về việc đó trước khi mình làm. Thì ở đây cái kiến thức là sản phẩm khẩu trang vải là đối tượng sẽ là ai, ai sẽ là người dùng tới sản phẩm này. Mình đưa ra một cái quyết định là người sử dụng sản phẩm này sẽ là những người frontliners, những người healthcare providers. Thì mình phải hiểu những người này, cái sản phẩm mình làm ra làm sao để họ có thể sử dụng được. Vậy thì mình phải có kiến thức, nghĩa là mình phải tìm hiểu. Thì em phải vô các trang, mình phải vào các cái nhóm, các cái hội nhóm để mình tìm hiểu, mình tổng hợp được các cái thông tin. Khi mà mình có tổng hợp được các thông tin này rồi á, thì mình sẽ suy nghĩ làm thế nào để cho nó hiện thực hóa cái việc này và làm cho nó có hiệu quả. Thì sau khi mình có kiến thức thì mình sẽ tìm người chung chí hướng. Mình có cái kiến thức này rồi thì mình sẽ một mình làm cái quy mô nó rất nhỏ. Mình có nhiều người thì cái quy mô nó lớn hơn, nên mình sẽ tìm người chung cái suy nghĩ của mình. Thì mình bắt đầu mới kêu gọi là đây là cái suy nghĩ của em, ai muốn làm thêm cùng với em không, mình cùng nhau mình làm. Khi mà mình đưa ra, mình phát cái thông điệp này tới mọi người, sẽ có những người có những suy nghĩ giống mình đừng ngại, vì vì nhiều khi mình không nói ra không ai biết, nên mình phải nói ra. Khi mà có nhiều người nghe được cái thông điệp của mình và họ cùng chung chí hướng của mình, họ làm theo mình, thì bắt đầu mình phổ biến kiến thức để họ biết là để làm được cái việc này thì mình phải làm, vì mình phải có được những cái việc như vậy anh chị ạ. Và họ sẽ thấy mình là mình biết, nên họ sẽ theo và họ sẽ nghe theo mình. Và mình cũng phải lắng nghe, nghĩa là nếu mà họ có những ai đó mà trong team của mình đưa ra các ý tưởng này nọ mà mình thấy hợp lý là mình phải thay đổi ngay. Đó, mình luôn luôn có các cái biến chuyển. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm việc cho cộng đồng, vẫn là làm sao để đưa được cái sản phẩm này tới cái người healthcare providers. Đó là khi mà mình có cái ý tưởng và mình phát triển cái ý tưởng. Khi mà mình có người làm rồi, mình đã có một cái group người là manpower mình có rồi, thì mình phải có supplies để mình làm, đúng không? Mình phải có supplies. Thì cái supply này lấy đâu ra? Thì mình phải kêu gọi từ thiện. Mình phải không những là kêu gọi chỉ riêng tiền đâu, mà mình sẽ kêu gọi vải, mình kêu gọi thun, chỉ, máy khâu. Nếu mà có những người có máy khâu, có những anh chị em đặt luôn 3 chiếc máy khâu Amazon gửi tới cho em, hoặc những người đặt hàng trăm yard vải gửi tới, những người gửi cái giải thun elastic cord, hoặc là những người gửi chỉ. Đó là một phần. Hoặc là mình sẽ dùng mình gọi kêu gọi tiền, mình kêu gọi nguồn tiền để mình có thể mua được cái supplies này, để mình có thể sản xuất ra được cái sản phẩm là cái khẩu trang vải. Khi mình có người, mình có supply rồi thì mình bắt đầu mình làm. Nhưng mà mình phải suy nghĩ cái hiện thực bây giờ là tình hình thực tế á, là thành phố San Diego của mình bị lockdown rồi. Cái quy định của nhà nước là mỗi một người phải cách xa nhau 6 feet. Và mình phải làm thế nào để mình làm được cái này nhưng mà mình vẫn tuân thủ theo cái lệnh của nhà nước. Vậy thì mình không nên gặp nhau. Tốt nhất là mình không nên gặp nhau, hoặc nếu mình gặp nhau thì mình phải đứng xa nhau. Cái sự va chạm, nói chuyện và động chạm, sờ vào đồ vật càng ít thì càng tốt. Nên là em phải suy nghĩ để em đưa ra một cái chỉ dẫn để làm sao để mình làm được cái việc đó mà không cần phải gặp nhau nhiều. Tại vì đối với em, cái sự an toàn, sức khỏe cho thành viên trong nhóm là cái điều rất quan trọng. Mình phải làm đúng thì mình mới giúp đỡ được xã hội và cộng đồng. Nếu mình làm sai và những người trong nhóm bị lây bệnh từ nhau, lây không phải lây bệnh mà lây cái con coronavirus này là từ nhau á, thì mình lại trở thành gánh nặng của xã hội chứ không phải là mình giúp đỡ xã hội. Nên mình phải suy nghĩ trước khi mà mình chạy cái này, đúng không? Thì mình sẽ suy nghĩ làm sao cái này làm được khi mà mình không gặp nhau đây. Thì mình phải lên một cái chỉ dẫn. Thì em chỉ dẫn là tất cả các cái mọi giao dịch đều ở ngoài cửa, không ai gặp ai hết. Tất cả mọi thứ thông tin liên lạc đều là ở trên online, ở trên Facebook hết. Em chỉ dẫn một cái bản là khi mà mình ra ngoài đường thì mình phải đeo khẩu trang này, mình phải đeo mang găng tay. Nếu mà không có khẩu trang hoặc là găng tay thì có thể liên lạc với em hoặc là những cái chị mà trong nhóm đó để lấy những cái đồ này để mình dùng. Và khi ra ngoài trong xe luôn luôn phải có hand sanitizers. Mình tốt nhất là có thể đội mũ. Khi mà mình đi ra ngoài xong mình về nhà, mình phải để giày ở ngoài cửa. Mình phải
cố gắng giặt quần áo luôn và mình tắm luôn nước nóng. Đó, thì em luôn có cái chỉ dẫn trong cái team member của em là anh chị chú ý khi đi ra mình phải như vậy và tốt nhất là không nên đi ra. Thì khi mà mình đã có cái phát triển cái ý tưởng như vậy rồi, bắt đầu mình launch, mình bắt đầu mình làm cái việc này. Mình làm cái việc này thì tốt nhất là mình sẽ chia ra các nhóm. Bởi vì nếu mà mình đang đứng ở đây, mình cứ kêu gọi mọi người xong tất cả mọi người hỗn loạn thế này á thì rất khó để quản lý. Nên nếu mà mình quản lý được thì mình phải chia ra các nhóm. Thì em đã chia cái team của em ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là em chia là nhóm may khẩu trang, thì em gọi là team may. Thì team may á, thì là cái team rất là quan trọng vì các anh chị em là cái người làm sản phẩm. Trong bây giờ thì có khoảng 50 anh chị em đang ở trong team team may, và thật ra trong trong 40 50 người đó thì lại có những cái người mà họ có hai ba cái connection khác mà họ cũng đang may cùng với họ nữa, nên thực chất cái số người may là bao nhiêu em không không nói rõ ra được, nhưng mà rất nhiều người may. Thì đối với team may thì em sẽ có một cái yêu cầu riêng. Đối với team một cái team nữa gọi là team giặt ủi và zip lock, team này rất ít người. Team này chỉ có 5 6 người thôi, bởi vì á em chỉ dùng cái team này dành cho những cái anh chị em bên team may mà thực chất họ không thể nào mà họ giặt ủi là được, bởi vì em rất là ngại qua tay. Sản phẩm mình qua tay lỡ đâu trên cái đồ đó nó có virus, nó có coronavirus thì nó sẽ gây bệnh, nên em rất là tránh. Trường hợp gọi là bất đắc dĩ thì em mới chuyển các cái hàng từ cái team may qua tới team giặt ủi là để các anh chị bên giặt ủi là làm. Nhưng mà tốt nhất là các anh chị em bên team may là làm từ A to Z. Có nghĩa là họ từ lúc mà họ sanitize máy rửa tay như là lần trước em nói trong cái video lần trước á, cho tới khi mà họ ra được sản phẩm, cho tới khi họ giặt, họ ủi, rồi họ cho vô zip lock là xong. Đó, thì tốt nhất là như vậy, nhưng nếu mà không được thì mình sẽ cho qua cái team giặt ủi là để họ làm cái việc này. Đó. Thì đây là hai team đầu tiên, sau đó là team cuối cùng em gọi là team poodle. Team poodle á có nghĩa là pick up drop off. Là Nhận team poodle nhau là và cái nhận và team nhận đúng, team này là team mà em rất là thương, rất thương vì team này phải đi ra ngoài nhiều hơn những cái team khác. Vì họ sẽ là cái người giống như là phải đi ra mua vải này, mua đồ đạc này. Nhiều khi trong team anh chị em trong may cũng phải đi, nhưng mà nếu mà nói đúng á thì team poodle là team đi nhiều nhất. Vì họ phải đi mua supply cho nhóm, và họ là cái người deliver, giống như là em hoặc những người trong team đã chuẩn bị sẵn các cái hộp thì họ cầm những cái hộp này họ đưa tới bệnh viện. Và em luôn luôn chỉ dẫn team poodle của em là không bao giờ đi vào bệnh viện, đứng trước cửa bệnh viện thôi. Em đã có một cái list rồi, em đã liên lạc với bệnh viện rồi là tôi sẽ gửi cho bao nhiêu đó, thì có cái cô nào đó đến nơi gọi điện là sẽ cái cô đó cô sẽ tới ra ngoài, và mình đưa cho cô đó, mình chụp một cái kiểu giống paparazzi anh, chụp cái hình cái là đi vô đi vô xe đi về chứ chụp hình mình làm không chứng. có, đúng rồi, mình không không nên là đi vào bệnh viện, bởi vì mình không thể biết được những cái lúc này là những cái lúc nên hạn chế đi vô những cái nơi như vậy. Mình giúp đỡ họ nhưng không có nghĩa là mình cảm tử mình đi vô đó, đúng không? Đó, nên là em nghĩ là mình hạn chế được bao nhiêu thì nó sẽ tốt bấy nhiêu, nhưng mình vẫn làm được cái mục đích của mình là gửi những sản phẩm này tới họ để giúp đỡ họ, và tất cả những cái này đều là donation volunteer, không có một cái lợi ích, không có một cái lợi ích gì trong này ngoài việc là giúp đỡ những cái người frontliners. Jenny nói là cái vấn đề này là thuần túy là chỉ có làm volunteer giúp cho họ không á, thì muốn hỏi là có cái cơ sở y tế nào mà họ thấy là mọi người có thể sản xuất ra mà họ không có cái dịp để mà được được tặng đó, thì họ có đặt cái vấn đề là luôn cả vấn đề mà họ trả tiền để họ được không? Dạ, nhân nói về vấn đề tiền á, thì em xin trả lời anh Lân là khi mà team the San Diego Musketeer được 6 ngày là em dừng dừng nhận tiền rồi. Em raise được khoảng 8.200 là em dừng nhận tiền. Sau đó vẫn có một số anh chị gửi 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 thêm em tiền vài trăm, nhưng em nói là từ từ nha, nhưng em vẫn có thêm một khoản để em phải ngồi em xem là bao nhiêu, em ép vô đó. Em đoán chắc là nó sẽ vô khoảng 8.500. Đó, thì nhưng mà đến giờ phút này vẫn có nhiều người anh chị em ở đâu đó liên lạc với em để muốn donate tiền mà em không đưa cái gì hết. Em nói là bây giờ tụi em có đủ tiền rồi, tại vì nó là một cái vấn đề nhạy cảm, nên
em không phải là một tổ chức non-profit organization. Em xuất phát ý tưởng này chỉ một người dân bình thường muốn giúp đỡ cộng đồng, nên khi cái việc này nó xảy ra và nó phát triển mạnh như vậy, em không muốn mọi người suy nghĩ về cái vấn đề tiền. Khi mà em đủ, sau 6 ngày em đủ tiền là em dừng luôn. Khi mà em làm việc với bệnh viện thì họ rất là cảm kích và họ nói là tôi có thể làm lại được gì cho chị và cho team, tôi có thể mua được không, tôi trả tiền, tôi có thể trả tiền. Nhưng mà em đến giờ phút này là em vẫn từ chối vì em nói là không, những cái việc này là việc thiện nguyện team làm nên em cũng cũng không nhận. Họ bây giờ đang đưa ra các cái nói là ô, có thể chúng tôi sẽ tặng bạn gift card hoặc là gì đó để bạn khi nào mà hết cái project rồi bạn có thể party với anh chị em trong team. Thì em vẫn bảo well, maybe. Thì em mới nói với họ hold on, cứ giữ đi, rồi khi bây giờ em phải có những việc khác em phải làm, em không có thời gian suy nghĩ tới cái việc họ donate cho mình cái gì vì mình chỉ nghĩ là mình làm gì cho họ thôi. Khi mà cái project nó end thì maybe nếu mà họ muốn cho mình cái gì thì có nghĩa có thể nó là một cái việc tốt cho người dân Việt Nam, team Việt Nam mình, thì maybe tụi em có thể dùng cái tiền này làm một cái việc có ý nghĩa khác. Dạ, nhân đây thì em cũng muốn nói là team bây giờ thì cũng có khoảng sau 12 ngày thì tụi em còn khoảng 4.000, và tụi em đang có một cái dự tính là sẽ mua facial cho ủng hộ các bác sĩ vì facial rất là quan trọng vì cái mask, cái fabric mask, cái khẩu trang vải á, nó là cái nguồn duy nhất mà CDC approve, thì có nghĩa là nó không phải là an toàn. Nên nếu mà tụi em có thể thêm được cái gì cho họ thì mình sẽ thêm. Thì em đang dự định là có thể nhập 1.000 chiếc khẩu cái facial á, anh biết cái che nhựa đó Nó giống để như là mình. cái của mấy người là làm hàng xì đó, Đúng rồi, nó che phía che trước, như vậy. xa trước. Vì bây giờ bệnh viện họ cần cái lọ đó lắm anh. Thì em đang tính là mình vì mình đang vẫn còn 4.000 đó thì mình có thể mình cắt một phần tiền mình mua cái đó. Sau đó là mình sử dụng tiền còn lại mình mua vải mình làm tiếp hay sao đó, mà khi nào hết tiền thì em sẽ raise, nhưng bây giờ thì em chưa muốn raise. Đúng rồi, cái vấn đề dù là vấn đề làm thiện nguyện nó có trong sáng, nó có minh bạch tới đâu, vẫn luôn luôn có những cái ý này ý nọ lời ra tiếng vào, mỗi khi nó liên quan tới tiền bạc. Và những cái người mà chấp nhận làm cái chuyện thiện nguyện thì phải chấp nhận luôn cả cái tiếng nói đó, miễn sao mình làm cho cái phần việc của mình là được rồi. Em đồng ý ạ, dạ. Em Tiếp muốn tục. nói tiếp tục mình sẽ tiếp tục tới cái phần mà mình triển khai cái việc này. Thì như em nói á, là một mình không có thể quản lý được nhiều như vậy đúng không? Thì mình chia team. Mình chia ra 3 team, một team là team may, một team là team giặt ủi cho vô Ziploc, một team là team poodle, pick up driver. Sau đó mình quản lý các cái team này. Khi mà mình cảm thấy mình bị overwhelmed, mình bị mệt quá thì mình sẽ tìm người admin để giúp mình lo các cái việc quản lý những cái team này để mình làm các cái việc có thể là đỡ hơn cho mình. Tại vì em bây giờ á, giống như em bây giờ là em chỉ cố gắng tập trung làm việc với bệnh viện. Mình nói chuyện với bệnh viện tại vì không phải bệnh viện nào họ cũng dùng cái khẩu trang mà mình gửi. Em không liên lạc với bất cứ bệnh viện nào, tất cả các bệnh viện đều liên lạc với em. Nhưng mà em muốn chắc chắn là công việc của chị em, anh chị em trong nhóm mà được đưa tới tay đúng cái người sử dụng. Vì một ngày em nhận phải tới mười mấy cái email xin khẩu trang, nói là tôi là y tá ở đâu, tôi là bác sĩ ở đâu, tôi là nhân viên y tế ở đâu, xin 200-300 chiếc khẩu trang. Nhưng nếu mà em nhìn thấy họ giống như là sử dụng cái email cá nhân của họ là em phải rất cẩn thận. Còn nếu mà người nào mà họ ghi ở dưới cái chức danh của họ và số điện thoại của họ, của cái phone line của hospital hoặc là của hospice đó, thì hoặc là những cái healthcare facilities, họ phải có một cái ký tên ở phía dưới mà cái chức danh của họ, thì em tin và em cũng gọi điện thoại lại để em confirm cái thông tin đó. Còn những cái người mà họ xin em riêng thì em mình phải suy nghĩ vì Nhiều biết người đâu lợi dụng. lợi dụng biết đâu họ dùng cái này xong mình họ lấy xong rồi họ đi bán cho ai. Ồ, thế bao nhiêu công sức của anh chị em trong team sẽ bị uổng đúng không? Nên là em phải rất cẩn thận cái đó. Nên em đã
phải dành thời gian để liên lạc với từng bên một, chứ không phải là ai liên lạc em cũng cho. Em cũng đồng ý. Khi mà em liên lạc nhá, anh Lân biết không, không em mới thấy là rất là nhiều người là họ nói là ô chị có thể gửi đến nhà tôi có thể phân phát cho những người trong trong bệnh viện, hoặc tôi có thể trả tiền shipping, chị cứ gửi tới đây đi. Oh no, tụi em không có làm việc đó. Tụi em phải chắc chắn làm việc với người ở bệnh viện, và khi mà team Poodle tới á, là tới đúng cái bệnh viện đó, cái người mà đi ra phải đeo cái badge của họ thì tụi em mới đưa. Và phải chắc chắn là cái người mà em nói là cô Maria hay cô Stephanie hay là một cô nào đó đi ra, một anh nào đó đi ra thì mới đưa. Và em sau đó là em sẽ liên lạc với cái người bệnh viện đó, em nói là ồ anh chị có hài lòng không, có thể gửi cho team những hình ảnh của bác sĩ y tá và nhân viên ở đó sử dụng được không, thì em sẽ nhận lại được những hình ảnh này. Khi em nhận lại được những hình ảnh này thì em có thể gửi về cho team em, và họ viết thư họ cảm ơn em gửi cho team em để em cho họ biết là các anh chị em cố gắng, yên tâm tất cả những cái đồ này sẽ đến đúng cái nơi sử dụng, chứ không phải là đến những cái nơi mà giống như mình không biết là đi đâu về đâu. Đó thì Nhưng mà sẵn đây thì hỏi là có trong từ từ đầu tới bây giờ đó mình đã tặng những cái nơi khác nhau hay là có những nơi nào mình tặng đi tặng lại hơn một lần khác hay không? chưa, vì nhiều quá anh, em không có dự định là mình chỉ làm một hai nơi. Em muốn là nơi đâu cần mình cũng có thể giúp họ bớt chút nào tốt chút đó. Nên là ví dụ như là bệnh viện Paloma Health ở Escondido, họ là cái bệnh viện tổng Paloma, họ có những cái chi nhánh, họ sẽ đưa ra các chi nhánh đó, họ gọi điện thoại cho em, họ nói Jenny có thể làm cho chúng tôi 5.000 chiếc được không, để tôi giống như phân phối các bệnh viện á. Em nói là không, bởi vì có rất nhiều các bệnh viện khác đang chờ, nhưng đối với bệnh viện Paloma em đã gửi nhiều nhất, em đã gửi một cái số lượng rất lớn. Và các cái bệnh viện kia thì em cố gắng em chia ra, ví dụ mỗi nơi em gửi 100, 200, có nơi 50, có nơi 300, có nơi 4, chưa có nơi nào 400, 300 là hết rồi. Đó, vì em biết cái team mình, cái nhóm mình rất nhỏ. Nhóm nếu mà mình là một cái cơ sở sản xuất, mình có khả năng mình làm mấy ngàn chiếc trong vòng một tuần. Em không, thật ra bây giờ team em cũng làm được mấy ngàn trong vòng một tuần rồi, nhưng mà ý em nói là mấy chục ngàn trong vòng một tuần đi, thì mới có thể là mình sẽ cho họ nhiều hơn. Nhưng mà em không có muốn là mình chỉ tập trung vào một nơi. Dạ. Mỗi nơi mình giúp một chút để mình thấy, để họ thấy là mỗi nơi đúng không? Có đóng góp. Với cả trong San Diego có những cái team lớn anh, team Mỹ, team của người Mỹ họ làm, thì họ bản thân họ cũng có thể những cái team đó họ cũng đi donate mà. Dạ. Chia sẻ Đó. ra mỗi người một Đúng tí. rồi. Đúng rồi. Thì như em nói á, là mình sẽ chia ra làm ba cái team như vậy thì nó sẽ dễ quản lý. Nếu như anh chị nào mà muốn làm một cái group như vậy thì hãy nghe lời em. Đầu tiên mình phải có cái ý tưởng. Mình có ý tưởng, mình có kiến thức. Sau đó mình phát triển ý tưởng. Mình phát triển ý tưởng, mình phải có người, có supply. Mình có người, mình có supply rồi bắt đầu mình launch, mình sản xuất. Và khi mình sản xuất thì mình phải có những cái bước sản xuất. Anh chị em có thể vào trang group của The San Diego Masketeers, trên đó em có hướng dẫn rất cụ thể. Ví dụ đối với team may và team giặt ủi làm yêu cầu như thế nào, đối với team Poodle thì tụi em có những cái yêu cầu như thế nào. Các bước mình làm được đúng như vậy á thì cái kết quả mình nhận lại được rất là nhanh. Chính vì vậy mà chỉ trong vòng 12 ngày tụi em đã đưa đi gần 3.000 chiếc rồi. Đó, và tụi em vẫn đang sản xuất, vẫn đang vận hành. Và vận hành hiện đại là vận hành khá tốt, vì team nào là có nhóm team đó. Anh chị em không ai biết ai, nhưng mà khi trong group Messenger mọi người chia sẻ hình ảnh cho nhau rồi nói chuyện với nhau vui lắm, giống như thân quen. Đó thì mọi người không biết nhau, nhưng mà đó là một cái cách để mình không phải gặp nhau nhưng mình vẫn vận hành được được cái hệ thống đó. Sau đó thì em muốn nói về cái vấn đề là làm sao để các thương xá, trạm xá họ liên lạc với mình. Vì em thấy nhiều người người ta làm xong người ta cứ phải tới những cái bệnh viện người ta hỏi là anh chị em có dùng đồ của tôi không? Mình không cần phải làm cái việc đó. Mình có cách để họ sẽ tự tìm tới mình. Thì cái cách mà mình để cho họ tự tìm tới mình á thì mình phải chuyên nghiệp. Bởi vì khi mà mình làm việc với những cái tổ chức nhà nước
Hoặc là tư nhân cũng được thôi, nhưng mà họ là một cái tổ chức thì mình không thể vận hành theo kiểu bán hàng nhỏ lẻ, mà mình phải có một cái sự chuyên nghiệp của một cái nơi mà để cho người ta có cái niềm tin. Khi người ta có niềm tin với mình rồi thì người ta sẽ rất thoải mái để người ta làm việc với mình. Làm sao để mình xây dựng được cái niềm tin này thì tất cả mọi thứ nó sẽ quy về cái sản phẩm. Cái sản phẩm mà sử dụng được thì họ mới lấy, đúng không? Kể cả nếu mà mình có làm một cái cách nào khác hào nhoáng đến mấy nhưng mà cái sản phẩm nó không sử dụng được thì họ cũng không cần tới mình. Thì cái vấn đề chuyên nghiệp ở đây là gì? Vấn đề chuyên nghiệp ở đây là cái sản phẩm. Mình phải có một cái sản phẩm tốt, sản phẩm họ sẽ sử dụng được. Khi mình có cái sản phẩm này rồi thì mình làm sao mình để cho họ biết được là tôi có cái sản phẩm này, anh chị em có thể sử dụng được đây. Thì mình phải có các hình ảnh, các cái video để mình đưa lên để cho họ nhìn thấy. Và khi một bệnh viện, một trạm xá sử dụng thì họ sẽ giới thiệu, tại vì họ họ biết nhau. Thường thường họ biết nhau, họ sẽ giới thiệu cho nhau và tự dưng họ sẽ tìm tới mình. Thì ở đây em nói đến cái sự chuyên nghiệp là mình phải làm ở đâu, là mình phải có, ví dụ như mình phải có sticker. Trước khi cái việc này xảy ra là em đã bỏ tiền túi, em mua, em đặt 1.000 chiếc sticker vì em đoán thế nào cái việc may khẩu trang nó cũng sẽ rất là cần thiết. Làm sao để mình đánh dấu được cái thương hiệu của mình có tên của mình đúng không? Mình tên của mình là The San Diego Musketeer thì mình phải có cái sticker như vậy. Lộn ngược lại. Dạ đây. Thấy không anh? Đó, Có thì thấy. mình phải có. Thì ở đây ghi là Homemade with love, the San Diego Musketeers, thank Có nghĩa you. là Thì làm tại nhà với cái làm tại tấm nhà. với cái là cái tình yêu Đúng rồi. từ Và nhóm The The San Diego Musketeers. Musketeer. Và cảm ơn. Giống như mình cảm ơn vì họ đã phục vụ cho mình cái thời điểm này. Trong lòng em là họ đang phục vụ mình đó, mặc dù mình không phải là cái người bệnh hay là gì đó, nhưng mà họ đang phục vụ mình đó. Thì mình khi mà mình đưa lên thì mình cũng đưa một cái túi như vậy đúng không? Trong cái túi này thì tụi em để khoảng, tùy, có những cái lúc mà tụi em để một chiếc, có tụi em để 20, 30 chiếc, hoặc là có túi này mình để 5 chiếc mình đưa đi như vậy. Những cái trong này đã giặt sạch ủi là xong xuôi hết rồi, họ chỉ việc mở ra là họ có thể sử dụng được. Nhưng mà mình gửi đi không như vậy cũng chưa đủ, mình phải có một cái nữa, đó là mình phải có một cái disclaimer. Cái này là cái rất 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 là quan trọng. Khi mà em làm cái này á thì em nghĩ là đầu tiên mình làm cái sản phẩm gì thì mình phải giới thiệu cho họ biết là mình làm gì đúng không? Thì mình ở đây em nói á, là khi mà mình nhận thấy cái việc mà khẩu trang nó đang dần dần nó cạn kiệt các cái nguồn á, thì cộng đồng người Việt Nam ở San Diego đã chung tay lại để làm sản xuất những cái chiếc khẩu trang này với cái tấm lòng tình yêu và sự cảm kích đưa tới những người bệnh viện những đưa tới các bệnh viện này. Thì em sẽ ghi ở đây là người Việt Nam chung tay lại. Sau đó ở đây em ghi là hướng dẫn sử dụng và thông tin. Thông tin thì là gì? Thông tin mình sẽ nói cái thông tin là đây là làm bằng vải gì, đã được làm như thế nào, chúng tôi đã đóng lại như thế nào, đã giặt chưa hay ra sao đó. Sau đó là cách sử dụng, các anh chị có thể sử dụng như thế nào. Và cái cuối cùng ở đây, em khoanh tròn đây là cái quan trọng nhất, nó gọi là cái disclaimer. Cái disclaimer này vì sao đối với em rất quan trọng? Vì khi mình làm bất cứ một cái gì, mặc dù 60 anh chị em này em không, phần lớn là em không biết ai hết á, nhưng mình phải bảo vệ họ, bởi vì họ 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 nghe cái lời kêu gọi của mình, họ họ làm theo mình thì mình phải bảo vệ họ. Thì ở đây á em mới viết ở trong cái tờ này á là cái khẩu trang vải không phải là cái được chứng nhận là mình phòng chống được coronavirus. CDC không công nhận là có thể làm được việc đó. CDC chỉ công nhận nó là cái nguồn cuối cùng để sử dụng. Đó. Và ở dưới này em nói là cái khẩu trang này á thì nếu mà các anh chị, chúng tôi đã làm hết sức để có thể sạch sẽ hết mức khử, không đến mức mở sanitizer khử trùng, nhưng mà sạch sẽ hết mức để các anh chị có thể sử dụng. Nhưng mà khi mà các anh chị sử dụng cái việc này, nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là sự lựa chọn của các anh chị. Chúng tôi không chịu bất cứ một trách nhiệm gì.
Cái này rất quan trọng, bởi vì sao? Mình không biết mình đưa cái này cho ai, đúng không? Một cái người nào đó cầm tới và họ thấy là oh, the San Diego Musketeer, họ mang vô rồi một cái lý do nào đó em đâu biết đâu, có thể da họ bị dị ứng, họ nổi mẩn đỏ hay là sau đó họ lại liên lạc với mình, họ lại kiện tụng mình, thì lúc đấy là mình chết, mình làm việc thiện mà mình sẽ phải chịu hậu quả. Nên là khi mình làm cái này mình phải rất cẩn thận, mình phải có những cái bước đường như vậy để mình vẫn làm được việc thiện nhưng mình bảo vệ được mình và mình bảo vệ được cái team members của mình. Thì khi nhưng mà với cả như vậy nó rất là chuyên nghiệp, vì khi mình gửi đi một cái hộp, ví dụ mình gửi đi một cái hộp như vậy 200 chiếc, có sticker của mình rồi, có cái tờ chỉ dẫn hướng dẫn của mình, và mình có các thứ Facebook group đàng hoàng, video những người này những kia nghiện mình, thì có nghĩa là mình chuyên nghiệp, thì họ sẽ tin tưởng mình, tạo được cái lòng tin cho họ và họ sẽ liên lạc với mình. Nên em không có phải gặp ai hay là tí tự đi tìm 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 bệnh viện hay gì, mà nhiều khi em chỉ có ngồi ở nhà em chờ mọi người tới để mọi người tự liên lạc với em, tức là bên bệnh viện họ tự liên lạc với em đó. Thì đó là cái cách mà em muốn chỉ cho mọi người biết những cái bước mà mình cần phải làm như vậy. Jenny có cái mặc khẩu trang nào ở đó để cho mọi người xem một lần nữa cận cảnh cái khẩu trang hay không? Được. Em ở đây thì em có nhiều mẫu lắm, em Cho những mẫu khác mở nhau. mở mở ra cho mọi người xem luôn cả cái cấu trúc Mở của ra nó. nha. Ok, thì nếu mà mở ra cho em xin phép mở cái này. Cái này là một cái mẫu mà rất là nhiều bệnh viện thích, vì vì khi em đưa đi bệnh viện thì em cũng hay đưa các cái mẫu đó để họ chọn á. Đó, thì đây là một cái mẫu rất là dày dặn. Đó, và anh chị em có thể nhìn thấy là ở đây mình may một cái dây, một cái anh chị em may. Đây là được may từ anh chị Trần Nguyễn. Trần Nguyễn đấy là hai vợ chồng. Thì cả cả con nữa nha. Con gái ngồi cắt. Mẹ may, ba cũng may rồi cùng cho vô Ziploc, một nhà rất vui vẻ hạnh phúc. Hình như có bà nữa là người bà cũng tham gia. Đó là cái điều mà em rất vui, vì là những cái việc này là họ làm mà em nhìn được qua video, mà em đâu có gặp, em chưa bao giờ gặp họ, em chỉ gặp mỗi cái người chồng một lần khi mà anh drop off, thế chứ còn em không, mà đứng cũng rất xa đấy, cũng không 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 biết, nhưng mà vì họ gửi video nên em được biết là gia đình họ như vậy. Thì Cả đó, ba thế hệ ngồi dạ, may cả ba thế hệ làm. Thì cái dây này á nó rất là hay ở chỗ là vì làm như vậy anh thấy không, mình có thể thay được cái dây này, nó ngắn nó dài gì mình đều có thể thay được, đúng không? Và nó rất là dày dặn đó. Đó thì như vậy. Đó, cái này là em phải đi giặt lại nè. Rồi em không mở ra những cái này vì nó đã sạch rồi nhá. Nhưng mà nói vậy mọi người cũng biết cái cách làm của tụi em rồi đúng không? Thấy rõ rồi đó. À, Dạ. có người thì hỏi hỏi rằng là có tại sao có cái thì màu trắng, có cái thì màu, cái màu có nên hay không? À, thì Jenny có thể trả lời được cái phần đó hay không? Được chứ anh. Có cái màu trắng, có cái khác màu, bởi vì là họ không, các cái nhân viên ở trong bệnh viện đó, họ bình thường khác với cả ở Việt Nam, nhiều khi bác sĩ họ chỉ mặc màu trắng không thôi, anh thấy không? Nhưng mà ở bên này nhiều khi anh đi bệnh viện đó, y tá hoặc kể cả bác sĩ họ cũng chưa chắc mặc màu trắng, họ sẽ mặc các cái màu, mà họ mặc cái scrub, mặc các cái màu khác nhau hoặc màu hoa bông á, nên họ cũng không có ngại nếu như mà mình làm các cái pattern khác nhau đó. Không có ngại, màu trắng cũng được, các màu khác được, miễn miễn là cái chất vải, cái vải là 100% cotton, mình phải cẩn thận cái đó, vì nếu mà mình gửi vô vải thun, giống như là tụi em đã giúp một hội nhóm ở trong San Diego làm 700 chiếc vải thun, nhưng mà tụi em đưa lại hết cho hội nhóm đó, vì vải thun mà tụi em đã có một cái mission duy nhất, một cái ý duy nhất là làm cho bệnh viện, nên tụi em sẽ chỉ đi theo cái hướng đó. Và khi mà team của em không biết mà làm xong 700 cái vải thun này rồi, vì nhận vải từ team đó đó anh, thì em đã gửi trả lại các anh chị bên đó để các anh chị bên đó sử dụng cái 700 chiếc khẩu trang này đưa đi phân phát tới những người dân, vì mình vẫn dùng được, không phải không dùng được, nhưng chỉ vì tụi em làm cho bệnh viện nên tụi em phải cẩn thận về cái chất liệu vải. Đấy là cái em nói về kiến thức, mình phải có kiến thức, mình biết là ở trong bệnh viện họ yêu cầu cái gì, phải có thông tin, ý em là như vậy đó. Mời Jenny tiếp tục.
À thì vậy thôi, thật ra là em chỉ muốn nói với mọi người cái cách thức làm của em. Từ cái khâu lên ý tưởng tới khâu phát triển ý tưởng tới khâu launching là thực hiện ý tưởng. Mình phải có 3 khâu đó. Đầu tiên là ý tưởng, sau đó phát triển ý tưởng, thứ ba là thực hiện ý tưởng. Mình làm được đúng 3 cái bước đó thì cái khả năng thành công của mình nó sẽ cao hơn là mình cứ làm mà mình đang không biết mình đang làm cái gì. Đó, thì tất cả mọi thứ đều phải viết xuống. Và ở đây á thì em có 5 cái tip, 5 cái tip tiếng Việt là 5 cái lời khuyên dành cho những anh chị em nhóm nào mà muốn xây dựng hoặc cái việc này. Thật ra em cũng không phải giỏi hơn ai hay gì, nhưng mà đây là cái cách mà em học được thì em chia sẻ cho mọi người thôi. Đó, thì cái 5 cái lời khuyên này á, thứ nhất á, là mình khi mình lên một cái ý tưởng á, thì nó phải rõ ràng. Tốt nhất là mình phải có một cái outline là mình ghi xuống mình phải nên làm những cái việc gì và mình để mình không bỏ sót. Đó, cái thứ hai nữa là làm cái việc gì á, không không thể nhớ được trong đầu đâu. Mình phải ghi xuống. Em có một cái quyển sổ tay đó, lúc nào em cũng cầm theo á, để em ghi. Vì mình không ghi xuống mình sẽ quên, và khi mà mình làm việc á, tốt nhất là mình tích nó xong mình gạch đi, tích nó gạch đi. Nếu mà việc làm xong rồi là gạch đi là mình biết là mình xong rồi. Đến ngày sau, ngày thứ hai mình ngủ dậy, mình phải biết là cái list công việc của mình hôm nay là gì. Và khi mình làm mình cũng phải ghi xuống để mình biết là mình làm tới đâu. Đó, thì mình mới không quên việc, nếu không thì mình sẽ rất dễ quên việc. Đó là cái tip thứ nhất. Cái tip thứ hai, khi mà mình nghĩ là mình là người kêu gọi thì có nghĩa mình là người lead. Mình sẽ có nhiều người đi theo mình vì họ tin tưởng mình, thì mình không được bỏ mặc họ. Vì nhiều khi em đang nhắn tin về hoặc là em đang trả lời email nhưng mà có anh chị em thành viên nói Jenny ơi hoặc gọi điện hay là gì đó, em dừng cái việc email lại lại một lúc. Em dừng cái việc em viết nốt hoặc là gì đó, em trả lời cho họ, anh chị ơi chờ em chút, em 5 phút nữa em trả lời. Tức là mình không nên bỏ rơi họ. Mình phải để cho họ thấy là mình luôn luôn ở đó vì họ, mặc dù mình rất bận nhưng mình sẽ luôn luôn ở đó vì họ. Và nếu người nào mà mình quên thì mình ghi xuống. Ở nhân tiện đây, nếu mà có anh chị em nào mà em bị quên lúc mà em làm việc thì cho em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức. Em cũng cố gắng hết sức rồi. Nên nếu Không mà bỏ rơi em ai chưa cả, không cố tình dạ bỏ rơi ai cả. không cố tình. Rồi, thì đó, mình phải keep track với họ. Và cái thứ hai là mình phải update thông tin cho họ biết. Và ở cái thời buổi công nghệ bây giờ tất cả mọi thứ đều online thì tất cả các cái team member họ ở trên mạng vậy á, mình tạo một cái group messenger, ba group messenger cho ba nhóm thì hàng ngày mình phải update thông tin cho họ. Anh chị ơi, ngày hôm nay chúng ta đã gửi đi được 1.000 chiếc hay 800 chiếc gì đó. Đây, thư trả lời đây, hình ảnh của bác sĩ y tá dù sử dụng đây để mình cho họ, mình motivate họ làm việc, mình motivate tiếng Việt là mình Khuyến khích họ khuyến hay là khích. Đó, mình khuyến khích họ làm việc và họ mình để cho họ biết là những cái việc mà họ làm được công nhận và được cảm kích, và họ sẽ, mà thực chất là đúng như vậy thật, họ đang rất cố gắng. Anh biết không, nhiều khi em gọi cho team member của em mà em nghe thấy tiếng máy khâu á, ở đằng sau á, hoặc là họ để điện thoại họ nói và họ vừa khâu vừa làm, thương lắm. Nhiều khi gọi đêm mà vẫn nghe thì tiếng máy khâu, gọi sáng sớm mà cũng nghe tiếng máy khâu mà thấy rất thương, mà rất là cảm ơn mọi người. mà Hoặc toàn là những làm là team thiện em nguyện không đó. toàn làm thiện nguyện không thôi, và kể cả team như là team Pudo đi ra ngoài đường em cũng thương lắm, rồi team giặt ủi là cũng thương lắm, tất cả mọi người đều rất cố gắng. Đó thì em muốn nói là mình phải update thông tin cho họ biết là mình đang làm tới đâu, mình đạt được các thành quả gì, thì họ mới có một cái niềm phấn chấn để họ làm theo và họ cố gắng rồi. Em nhận được thư của em nhận được thư của các cái bệnh viện, em cũng gửi cho họ nữa, em bảo đây đây team ơi nào, em nhận được những cái này này, nhưng em vẫn luôn luôn nói là nhưng nếu team mà mệt, anh chị em mệt, mình nghỉ ngay, mình dừng, mình nghỉ ngơi nhá, đừng có làm quá sức, vì đối với em sức khỏe của team member rất quan trọng. Đó thì em muốn nói là cái đó là cái tip thứ hai, cái tip thứ hai. Rồi tới cái tip thứ ba là như lúc đấy anh nói là về tiền đó. Cái này ấy, khi mình làm thiện nguyện hoặc là mình làm một cái tổ chức thì mình phải rõ ràng, rất rõ ràng.
thì em có khi mà em làm á, em trai em là một người không tham không không muốn đi ra ánh sáng với chị, không bao giờ nói đến nó, nhưng mà em trai em nó rất là giúp đỡ em, nên là vì em trai em học ở finance với cả accounting nên nên là mấy cái việc mà keep với cả số má là rất là giỏi, nên là tạo một cái anh chị khi làm việc thiện nguyện cái vấn đề tiền nó rất là quan trọng nha, thì mình phải có cái bảng Excel ngay từ đầu, ai đưa bao nhiêu tiền, ngày nào đưa bao nhiêu tiền mình phải ghi vô. Một bên này á là mình phải ghi là đi tiền chi ra là ai, ngày nào bao nhiêu tiền, phải có receipt này nó em giữ hết để khi mà cái project nó end á mình công khai. Như vậy thì không có ai có thể question mình. Em vẫn nghĩ là có thể họ có những người họ sẽ vẫn question thôi, nhưng mà em cũng không care bởi vì I do my best đúng không? Luôn Mình luôn sẽ có cũng người đặt cái nhất là những người không không làm thì sẽ nói nhiều, sẽ đặt nhiều câu đúng hỏi. rồi. Những Thì người xông đó vào thì em làm thì nghĩ lại là không mình có đặt câu hỏi nữa, cứ nhưng mà minh bạch chừng nào tốt chừng Thì đó. mình cứ đúng, mình cố gắng hết sức. Nhưng mà đấy là cái tip thứ ba là rõ ràng trong cái vấn đề tiền bạc. Rồi, qua cái tip thứ tư là cái vấn đề về tinh thần. Mình là cái người lead nên cái tinh thần của mình bao giờ cũng phải vững, nghĩa là mình phải luôn luôn positive. Mặc dù đôi khi trong lòng em có những cái băn khoăn, trăn trở, lo lắng, nhưng em cố gắng để mình không 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 mình chia sẻ với team là em có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em không để cho team giống như như vậy đúng không? Đó, mình vẫn chia sẻ vì mình muốn team biết những việc mà team đang làm. Nhưng mà suy nghĩ của em là cái người lead là người positive, luôn luôn phải phải vui, không phải vui mà phải lạc quan. Mình lạc quan để cho mọi người đi theo và làm theo như vậy. Đó. Đó là cái đó. Với cái thứ nữa là mình khi mà mình bị cảm giác như mình bị quá tải á thì mình phải tìm người làm phụ giúp. Và cái người phụ giúp mà cái người làm admin các cái vị trí manager là rất là quan trọng, vì nếu mà mình tìm sai người nó sẽ bị phản tác dụng. Họ họ không lead được các cái group khác ở dưới, nên là cái này á mình phải tìm được những cái người mà mình nghĩ là họ có cái khả năng để họ họ giúp mình làm cái việc đó, chứ không phải là khiến cho mình bị nhiều việc hơn. Đó. Thì đó là em đang nói về cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề tinh thần. Với tinh thần có nghĩa là mình lạc quan và mình tìm thêm người giúp đỡ mình để mình thoải mái mình làm, vì tinh thần mình phải thoải mái mình mới làm được. Cái cuối cùng á là em muốn khuyên á là như anh Lân lúc ấy nói mấy lần rồi, là khi mình làm việc thiện thì có nhiều người không đồng quan điểm với bạn, hoặc khi bạn đưa ra một cái ý tưởng nó khác so với cả cái xã hội nhìn chung thì mình có nhiều người không 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 đồng ý với mình, nhưng mình phải có một cái niềm tin. Mình niềm tin là cái ý tưởng của mình là tốt và mình sẽ làm được, và mình đã có kiến thức, mình đã tìm hiểu thông tin rồi. Thì khi mà mình làm việc thiện, các bạn đừng nản lòng khi mà có những người không đồng quan điểm với bạn, hoặc là cố tình làm cho bạn không thực hiện được cái việc bạn đang làm. Bạn đã có một niềm tin và bạn đã có một cái group sẵn sàng giúp đỡ bạn rồi, thì hãy làm, move on và make it happen. Thì nó mới có cái thành quả được. Còn nếu như mà anh chị em mà ô chết rồi, có người nói tôi câu này, có người nói tôi câu kia rồi mình không làm nữa sợ lắm. Mấy cái việc này tôi chả được đồng nào, tôi chả được tiền rồi, tôi mệt mỏi rồi, tôi không, thì sẽ không làm được việc thiện nguyện. Em nghĩ như vậy. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên em làm thôi, nhưng mà em cũng đúc kết được một vài thông tin như thế. Nếu như mà anh chị em thấy em nói không đúng chỗ nào thì cho em xin lỗi. Wow, rất là một cái bản kế hoạch chia sẻ rất là chi tiết, rất là khoa học, cho thấy là không cái đằng sau những cái khẩu trang thiện nguyện này là không phải chỉ là cái tấm lòng công sức của mọi người, mà phải có rất là nhiều những cái sự tính toán kế hoạch ở ở đằng sau đó. Không biết là Jenny có học ngành quản trị hay hay không mà ra cái bản kế hoạch hết sức chi tiết như thế này. Em không phải học quản trị kinh doanh, nhưng em cũng có bằng thạc sĩ. Em học quản lý giáo dục. Em có làm giảng viên. Có thể là vì mình làm giảng viên một thời gian nên là cái có thể mình em không ngại viết.
Em không ngại viết và em cũng không ngại giống như là mình không ngại viết các outline hay là lên các kế hoạch này nọ. Hồi em ở Việt Nam thì em cũng có làm cho các một cái tập đoàn trong vòng 3 năm và em cũng làm trong phòng văn phòng xuất nhập khẩu thì cũng cũng được cũng may mắn được làm vị trí quản lý nên là những cái việc mà em những thật ra là tất cả những cái việc này nó đều là do từ mình học hỏi dần 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 nên mình được như vậy. Và tất nhiên là trong cuộc sống thì mình vẫn học hỏi, em vẫn học hỏi hàng ngày. Hy vọng là mình càng càng ngày mình sẽ học hỏi được các anh các chị nhiều hơn để mình có thể phát triển được hơn các công việc của mình. Hiện tại thì em cũng có hai cái công việc kinh doanh của em. Nhưng mà em cũng lo lắm, chưa biết như thế nào. Mấy hôm nay là em cứ tập trung em làm cái này vì chẳng biết là cái kinh doanh của mình 5 6 tháng nữa nó sẽ ra sao, mình cũng lo lắm. Đã. À, rõ ràng là cái kế hoạch này không chỉ là để áp dụng cho cái việc may khẩu trang như thế này mà nó còn áp dụng được cho nhiều cái việc khác nếu mà mọi người tham khảo. Nếu không áp dụng được 100% những cái điều mà Jenny chia sẻ thì một phần cũng đã là những cái sự chia sẻ rất là quý báu đối với lại mọi người rồi. Cảm ơn Jenny rất nhiều. Em cảm ơn anh Lân, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa thì Jenny chia sẻ điều gì với mọi người rất là yêu quý Jenny qua cái công việc làm đã được chia sẻ lần trước và cũng như là lần này nữa. Như là một lời kết thúc thì Jenny sẽ nói gì với mọi người? Dạ, em xin được cảm ơn anh Lân và mọi người đã cho em lần thứ hai được chia sẻ cái cách làm việc của em. Để xây dựng nhóm tới mọi người. Lần trước em có nói tới cái vấn đề an toàn về sức khỏe, lần này em vẫn muốn nói cái phần cuối cùng là mọi người cần phải lo lắng cho cái sức khỏe của mình. Hiện tại thì cái số anh thấy lần trước em nói chuyện với anh cái số nó khác, cái số người mà bị nhiễm dương tính nó khác, mà bây giờ thì đã quá khác rồi. Lần trước mình nói là chung kết đúng không anh? Bây Mà giờ là giải vô địch mà không ai được theo kịp rồi. đúng rồi đó đó nên là cái số nó tăng khủng khiếp như vậy thì đầu tiên vẫn là cái sức khỏe của mình là quan trọng nhất đó, giống như em nói với team member của em là sức khỏe quan trọng nhất. Cái việc thật ra anh biết không, cái việc tụi em làm nó rất nhỏ, em đến bây giờ làm nói là 12 ngày đưa cho bệnh viện được 2.600 cái chiếc mặt nạ khẩu trang vải tự làm như vậy nó rất là nhiều công sức của anh chị em. Nhưng mà so với những cái anh chị em thiện nguyện mà nhập hàng từ Việt Nam hoặc nhập hàng từ Trung Quốc hay đi đâu đó mà nhập hàng qua đây hàng ngàn chiếc thì cái công việc của bọn em nó như muối bỏ biển thôi, nó rất bé. Nhưng một lần nữa, cái suy nghĩ ban đầu của em á là mình sử dụng giống như là mình có cái ý tưởng như vậy, mình giúp đỡ được như vậy. Vì em không biết cái nguồn nào để nhập, rồi em cũng không có nhiều tiền để em nhập hàng ngàn chiếc vì em không có phải là một tổ chức phi lợi nhuận nên em chỉ có thể làm được cái phần rất nhỏ của em thôi. Nên cái số 2-3 ngàn nó quá nhỏ, sắp tới tụi em cố gắng làm được 7-8 ngàn để cho đi trước khi mà xong mọi thứ, hy vọng không biết nhưng mà vẫn nhỏ, vẫn rất nhỏ so với nhiều các cái anh chị em khác làm thiện nguyện và có fund và nhập hàng ngàn trước qua. Nhưng mà em muốn nói á, là thông qua cái việc này thì mình có thể nào mà người Việt Nam mình đoàn kết hơn, chung tay chung sức, như đúng như cái tờ disclaimer mà em viết cho bệnh viện là khi việc này xảy ra chúng tôi những người Việt Nam ở San Diego đã chung tay lại để làm tới những cái sản phẩm làm bằng tay này để gửi tới bệnh viện, gửi tới những người healthcare provider như là một cái lời tri ân, một cái lời cảm ơn vì họ đã thời điểm này họ đã dùng bao nhiêu tiếng thời gian của họ để họ giúp đỡ những người đang bị bệnh. Thì đó là cái suy nghĩ của em về việc là chung tay chung sức, đồng lòng, lạc quan, vui vẻ để làm cho cái việc này trở thành hiện thực. Còn thật chất là cái việc mà 2-3 ngàn nó cũng không không lớn. Đã 2-3 ngàn khẩu trang thì nó cũng nhỏ thôi. Đó, thì đó là cái thứ hai. Với cái thứ nữa là em xin được chân thành cảm ơn tới tới team member của mình. Các anh chị em ơi, mình 2-3 ngàn nhưng mà mình cũng đã rất là cố gắng rồi đúng không? Em xin được cảm ơn rất 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 cảm ơn từ đáy lòng mình vì các anh chị em đã cùng với cả em và cùng với các team member khác cùng nhau làm được cái việc này. Và em cũng xin được cảm ơn các anh chị em đứng sau âm thầm ủng hộ
để cái The San Diego Musketeers này, cái ý tưởng này được thực hiện hóa lên, và ngoài cái công việc thiện nguyện mà mình làm, nó còn mang tới một cái tình thương, một cái tình yêu, một cái niềm vui, niềm lạc quan, đưa tới mọi người nữa, và một cái sự chung tay chung sức đồng lòng của người Việt Nam mình. Vài ngàn thì không nhiều, nhưng mà đang cái lúc cần thì rất là quý, rất là cần. Chưa nói tới là nhiều nhóm làm ít như vậy, nhưng mà nhiều nhóm gộp lại rồi, như là Jenny thấy đó, ngoài cái nhóm The San Diego Musketeers thì cũng những cái nhóm khác ở các tiểu bang khác đang miệt mài may những cái mặt nạ, rồi những cái nhóm khác như là những cái anh chị làm ngành nail bây giờ đây là đã chung tay lại, gọi là tặng lại những cái mặt nạ trong kho của họ, tặng lại những cái thước rửa tay của họ cho các nơi, thì mỗi người một chút, Mỗi người nó một trở chút, thành nó sẽ trở thành một cái lớn và có thể giúp được nhiều người hơn. đúng Dạ. rồi, nhất là trong Yeah. cái thời điểm này. Và hy Đúng rồi. vọng là chúng ta sẽ có dịp ngồi lại một lần nữa với Jenny cũng như là những người cộng tác với Jenny, để có thể mọi người cùng chia sẻ cái kinh nghiệm khi tham gia cái công việc rất ý nghĩa này. Dạ, và hy vọng lần đó chúng ta sẽ được ngồi gần nhau, chứ không phải ngồi xa nhau 6 feet. Hoặc Dạ. là qua đường dây điện thoại cho nó an toàn như thế này. Đúng rồi, dạ vâng ạ. Cảm ơn Jenny rất nhiều, chúc cho mọi sự hết sức là tốt lành để giúp được cho nhiều người. Dạ em xin được cảm ơn anh Lân, xin được cảm ơn các anh chị quý khán thính giả.